sen tươi trắng nhuốm bụi trần, lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng. Nhiệm quyền ánh sáng tự quang, chắp tay niệm Phật trút ngàn khổ đau. Chắp tay niệm Phật nhiễm màu, Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thành tâm kính lại Ngài, chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng râm. Như Lai quyền diệu pháp âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm qua cúng dường. Chắp tay niệm Phật mười phương, đạo giảng chân lý mở đường độ sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời giờ này mười phương chư Phật đã Thank you.
tri ân. Việt Nam có sáng sáng người hào quang, lão dân Việt lòng chiều tâm an quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dâng tay niệm Phật tâm. Chân lý mơ đường độ sinh, tới chúng ta những lời thông điệp rất là quan trọng và ý nghĩa trong giờ phút thiêng liêng này. Xin mời toàn thể các quý vị chúng ta cùng đứng dậy trang nghiêm chắp tay để lắng lòng đón nhận những lời thông điệp của Đức Pháp Chủ gửi tới chúng ta. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh Trung ương, Hà Nội, tháng 5 năm 2017, Phật lịch 2561. Thông điệp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa Ni Trưởng Ni Sư Đại Đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài,
Vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, cách đây 26 thế kỷ, có một bậc vĩ nhân xuất hiện ở đời, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Sau thời gian tu hành, Ngài đã chứng ngộ, có danh hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Cuộc đời của Ngài từ lúc sinh ra cho đến lúc nhập Niết Bàn là cả một cuộc đời hết sức đặc biệt, đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Đó là sự hoàn thiện nhân cách con người mà nhân loại đã suy tôn Ngài là bậc thầy của chư thiên và loài người, là bậc đạo sư đại giác ngộ tôn quý nhất trong thế giới này. Sự thành tựu đạo quả của Ngài là sự thành công lớn của cả nhân loại. Đức Phật đã tìm ra con đường giúp chúng ta xử lý được những khổ đau, biết đối diện với hoàn cảnh và chế tác được, chế ngự được những hỷ lạc trong đời sống hàng ngày, vượt thoát được hệ lụy của danh vọng, tiền tài, quyền hành và sắc dục, đồng thời tiếp xúc được với các thực tại tự tính vô sinh bất diệt của mọi sự hiện hữu. Phật đản là thời gian mỗi người con Phật chúng ta có cơ hội ôn lại lịch sử của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chiêm nghiệm những sự tu hành của Ngài để chúng ta sống theo lời chỉ dạy của Ngài, đi theo con đường của Ngài đã đi. Đó là con đường bát chính đạo giải thoát, con đường giới định tuệ. Mỗi chúng ta phải nỗ lực làm cho đạo Phật được xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân mình và gia đình, cùng với sự phồn vinh thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại thế giới. Mùa Phật đản Vê Sắc thiêng liêng Phật lịch 2561, dương lịch 2017 trở về rộn ràng trong không khí toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam đoàn kết tập trung trí tuệ, cùng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh thành phố, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 8 2017-2022. Sự phát triển ổn định bền vững của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tất cả các cấp là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp đến khắp mọi vùng miền của Tổ quốc cũng như ở nước ngoài. Gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Tôi đặt trọn niềm tin nơi tăng già hòa hợp và mong muốn rằng kính mừng ngày đản sinh của Đức Phật, mỗi tăng ni Phật tử chúng ta là tổ chức thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần trí tuệ, kỷ cương, hội nhập, phát triển, góp phần làm cho tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh để giáo hội hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập và hòa hợp quốc tế sâu rộng của thời đại hiện nay. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính chúc chư tôn đức tăng ni, cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam trong nước và ở nước ngoài có một mùa Phật đản an lành trong chính pháp. Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã ký. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Từ bi gia hộ cho đệ tử chúng con. Đệ tử chúng con cùng toàn thể gia đình thân bằng quyến thuộc cùng nội ngoại tông thân nhất thiết chư thiện nam tín nữ tín chủ chúng con, nguyện chư Phật từ bi gia hộ độ trì toàn thể gia quyến thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tâm bồ đề phát khởi, chí tu học vững bền, xa khỏi bể khổ sống mê, chóng quay về bờ giác. Chúc nguyện này đạo Phật sáng thêm, pháp môn càng tỏ giảng, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, khắp nơi thành thị thôn quê mọi giới biết noi theo đường tu tập, thiên nhân được bảo vệ, xã an lành, xã hội được tự do bình đẳng. Hạnh phúc trong
sưởi ấm nơi nơi pháp luân. Rồi anh đạo vàng chúng sanh giác ngộ từ quang khởi lòng. Chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.